Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị. Trong video tối ngày hôm nay, ngày 30 tháng 10, con lại tiếp tục đăng bán cái hàng kỳ giả hạt cái đợt trước dịch. Cây này là hàng kỳ giả hạt ca bang với lại cây ESO. Hai loại. Thì cái loại này á thì hồi xưa con có tách thân già lại. À, khi mà bán thân tơ, bán hàng tuyển á, thân tơ á, thì tách thân già lại và nhân giống lên. Đó, nhân giống lên thì đó là hàng rừng 100%. Thì cái sức khỏe bên con bạn chăm nó cũng khá dài rồi. Một chậu khoảng 2 thân, 2 đầu và giá hôm nay con bán là 80.000 một chậu như thế này. 2 đầu 80.000 một chậu, cô chú anh chị mua 3 chậu thì con bao ship. Còn phía bên đây là cây giả hạt thân xanh. Thì hoa nó nở thì có thể tím. Tại vì thân xanh thì chưa biết được. Giá thì hôm nay con bán 50.000 một chậu như thế này. Có chậu 2 đầu, có chậu 1 đầu giả hạt thân xanh 50.000 một chậu. Hôm qua trong video hôm qua thì không biết là con nói nhỏ quá hay sao. Một số cô chú anh chị phản hồi là không nghe được gì hết. Hôm nay con có gắn mít mà nói cho nó to hơn. Tại vì cái đó, còn tiếp theo là con bán cây như hồi đợt con bán á, là cây Tuyên Quang và cây Hòa Bình thân thủ. Thì đợt này có giảm giá xuống 10.000, đó là con bán 50.000 một chậu như thế này. Tuyên Quang, Hòa Bình thân thủ ba, cô chú anh chị mua được ba chậu thì con vẫn bao ship. Bên này cây Di Linh cũng vậy, Di Linh Xuân Nù Tam Bố thì giá nó cũng 50.000 một chậu như thế này. Đó, thì những cái cây như thế này là Tết năm nay là chắc chắn là có hoa rồi. Thường thì những cây Di Linh Nù Tam Bố nó tầm khoảng một gang đến 30 cm là nó đã có hoa nhiều rồi. Những cây này thì nó không dài, nó là hàng nù, không dài cho lắm. Còn phía bên này là cây Ta Ly thì nó dài hơn một.